Xin được chào mừng quý vị các bạn đến với kênh truyền hình ô tô BKTV. Và trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một trong những cái mẫu xe được đánh giá là khá hot trên thị trường Việt Nam. Đó chính là mẫu xe Mazda 3 phiên bản 2020. Ở Mazda thì hiện tại đang có rất nhiều những phiên bản, trong đó có 2 phiên bản 2.0 và 3 phiên bản 1.5. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu phiên bản cao cấp nhất, đó chính là mẫu xe Mazda 3 2.0 Premium các bạn nhé. Như quý vị các bạn có thể thấy thì đối với lại dòng xe này thì với cái chiều dài tổng thể là 4m660, nó dài hơn một chút so với phiên bản cũ, và chiều dài cơ sở thì nó cũng dài hơn một chút, tức là 2725mm các bạn nhé. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu cái phần đầu này xem có những cái điểm gì mới không. Trước tiên thì chúng ta có thể thấy cái phần thiết kế này thì được thiết kế với cái đặc trưng, đó là cái thiết kế cô đô, nó giống như hình con báo đang chuyển động. Nó rất là năng động các bạn nhé. Và thêm một chút nữa thì nó thiên về một cái thiết kế thuật ngữ mới, người ta gọi là less is more, hay còn gọi là càng đơn giản thì càng tốt, đúng không ạ? Và chúng ta có thể nhìn thấy toàn bộ cái thiết kế phần đầu này nó không diêm dúa so với những cái mẫu xe khác, mà không diêm dúa so với lại những cái mẫu xe cũ, mà thiết kế được đơn giản hơn. Hệ thống đèn pha, đèn cốt này được thiết kế nó kéo dài ra một chút so với lại cái form cũ. Và toàn bộ cái công nghệ trên phiên bản Premium này được thiết kế với cái công nghệ là đèn LED các bạn nhé. Khác biệt một chút thì cái đèn LED này, đèn LED ban ngày ấy, thì được thiết kế ở xuống phía dưới. Các bạn hay nhầm rằng đây là cái đèn gầm, nhưng không phải, đây chính là cái hệ thống đèn LED hay còn là đèn chiếu sáng ban ngày các bạn nhé. Đèn chiếu sáng ban ngày. Còn trên này thì là đèn pha và đèn cốt thì đều trang bị công nghệ full LED và chung một bóng các bạn nhé. Kể cả cái đèn xi nhan này cũng được trang bị công nghệ full LED. Ở phần phía dưới này chúng ta có thể thấy có tới 4 cảm biến ạ, 4 cảm biến tiến phía trước các bạn nhé. 4 cảm biến tiến phía trước bao gồm có một cái cảm biến ở bên này, bên trái bên phải này. Và hai cái cảm biến thì nó được giấu ở trong cái mặt ca lăng. Đấy, mặt ca lăng. Ở mặt ca lăng thì thiết kế nó cũng khá là hay, được phủ bóng và toàn bộ là sơn đen các bạn nhé. Ốp mặt ca lăng này thì chúng ta có cái nẹp mạ chrome kéo dài từ bên tay trái sang bên tay phải, tạo ra cảm giác khá là sang trọng. Ok, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một chút liên quan đến cái mâm xe các bạn nhé. Mâm xe này thì thiết kế thì có cái thông số là 215/45R18, tức là cái đường kính mâm xe này được thiết kế nó rất là lớn. Đấy. Nhìn cảm giác rất là thể thao. Còn ở phiên bản 1.5 thì là mâm xe là 16 inch các bạn nhé, 16 inch. Hệ thống phanh thì phanh trước được trang bị phanh trước là đĩa thông gió nhé. Còn hệ thống treo thì là treo MacPherson. Cái đường kính hay là cái bề rộng mặt lốp này, cái bề rộng mặt lốp này là 215, nó tạo ra cảm giác bám đường khá là tốt. Ở thiết kế của cái phần thân xe này rất là đơn giản, gần như là không có bất kỳ một cái nẹp mạ chrome nào. Đấy, cái khuynh hướng thiết kế less is more, nhìn càng đơn giản thì càng tốt các bạn ạ, càng đơn giản càng tốt. Ở phần gương chiếu hậu này thì được thiết kế nó có khá nhiều những cái tính năng truyền thống, ví dụ như là chỉnh điện cập điện, tích hợp báo rẽ cùng màu thân xe đương nhiên rồi. Chúng ta sẽ có hai cái điểm khá là mới, đó là gì ạ? Một là cái khả năng tự động điều chỉnh khi mà lùi xe các bạn nhé, tự động điều chỉnh khi lùi xe, điều chỉnh mặt gương ấy. Cái thứ hai là chúng ta có thể nhìn thấy đây chính là cái chức năng cảnh báo điểm mù. Đấy, cảnh báo điểm mù các bạn nhé. Các bạn có thể thấy thì đối với lại dòng xe Mazda 3 và đặc biệt là phiên bản 2.0 Premium này thì được rất nhiều khách hàng kêu ca rằng là nó giá nó quá chát,
Và tôi cũng đồng tình với cái quan điểm của quý các bạn. Với cái giá hơn 900 triệu này thì các bạn có thể thấy là gần như chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn, bao gồm có Camry 2.0, rồi thậm chí là Mazda 6 cũng có thể lựa chọn rồi. Với hơn 900 triệu một chút thì mình chỉ cố thêm một chút nữa thôi là có thể sở hữu được ngay cái dòng xe cao cấp hơn, thậm chí là phân khúc D. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ khám phá thêm là vậy thì Mazda 3 2.0 ở phiên bản Premium này thì có những cái điểm gì mà có thể đáng tiền như thế. Việc đầu tiên thì chúng ta có thể thấy cái vô lăng lái này thì được thiết kế thì nó cũng không có gì khác nhiều. Đấy, cũng đều có những tính năng truyền thống, nhưng mà thôi, hôm nay chúng ta sẽ nói thêm về những cái tính năng khác, ví dụ như là Cruise Control ở phía trên này. Đấy, Cruise Control ở trên này. Hệ thống cảnh báo lệch làn đường nhá các bạn nhá. Đấy, hệ thống cảnh báo lệch làn đường đã được trang bị rồi các bạn nhá. Cái màn hình Dablo này thì được thiết kế là khá là mới. Nó chuyển sang cái màn hình gọi là màn hình digital các bạn ạ. Màn hình digital các bạn nhá. Các bạn có thể nhìn thấy đây. Nhìn rất là sang trọng và đẹp, đúng không? Nhìn đơn giản thôi nhưng mà rất là sang trọng. Cái thứ hai đó là chính là cái màn hình ở phía trên này. Cái màn hình ở phía trên này được thiết kế cách điệu hơn và được thiết kế với cái khẩu hình là 8.8 inch. Và quan trọng hơn nữa đó, toàn bộ những cái chất liệu màn hình này, rồi cái độ phân giải của màn hình này, nó khác hơn so với lại cái phong cũ các bạn nhá. Nó khác hơn so với phong cũ. Và quan trọng hơn nữa đó là gì? Toàn bộ màn hình này được trang bị cái hệ thống điều hành là sử dụng bằng tiếng Việt các bạn nhá. Rất là dễ sử dụng đúng không ạ? Rất là dễ sử dụng. Trên màn hình này thì chúng ta có tích hợp với cái hệ điều hành Apple CarPlay và Android Auto các bạn nhá. Chúng ta có thể sử dụng rất là dễ dàng. Đây chúng ta có này, cài đặt này, định vị này, phương tiện liên lạc này, giải trí này, thông tin này, đúng không ạ? Ở phần bên dưới này chúng ta có cái đầu DVD các bạn nhé, đầu DVD, và trên này có cổng USB. Đấy, cổng USB. Trên cái bệ tì tay này cũng thiết kế là khá mới, nhìn trông nó giống với những cái dòng xe sang các bạn nhé, rất là giống với những dòng xe sang. Và chúng ta có thể thấy đây là cái bệ tì tay. Trên ở dưới cái bệ tì tay này thì nó có cái hộp đựng đồ các bạn ạ, và trong hộp đựng đồ này thì có cái cổng USB các bạn nhé, cổng USB, cổng sạc 12V đã được trang bị rồi. Ok, ở phần phía trên này các bạn có thể thấy thì có phanh tay điện tử đã được trang bị và có chế độ auto hold các bạn nhé. Auto hold. Đấy. Đây là điều chỉnh cái loa. Các bạn có thể thấy thì đối với lại dòng xe này thì thay vì 6 loa thì đã được trang bị 8 loa và trang bị khá là cao cấp các bạn nhé. 8 loa dạng cao cấp. Ở phần đây thì có cái chế độ lái sport đây các bạn ạ. Chế độ lái sport. Ok, chế độ lái sport nhé. Bên trên này. Hộp số thì vẫn được trang bị cái hộp số tự động 6 cấp các bạn ạ. 6 cấp nhá. Và đương nhiên là động cơ thì đang trang bị động cơ 2.0 ở phiên bản Premium này. Ở phía trong này thì chúng ta có cái hộp đựng đồ. Đấy. Các bạn có thể nhìn thấy thì cái khác biệt hơn một chút ở phiên bản cũ là gì? Ngày xưa thì cái loa thì đã được ở trang bị ở trên cái cột A này. Đấy, nhưng bây giờ thì toàn bộ hệ thống loa tăng lên đến 8 loa và trang bị chìm ở trong khu vực cửa các bạn nhé. Khu vực cửa. Đấy, và chất lượng âm thanh thì rất là tốt các bạn ạ. Chất lượng âm thanh thì khá là tốt. Rồi chúng ta sẽ đến với lại cái hệ thống điều hòa thì có gì hay không. Hệ thống điều hòa thì được trang bị cái hệ thống điều hòa hai vùng độc lập và được tinh chỉnh những cái nút bấm này. Đấy. Những nút vặn này được tinh chỉnh các bạn nhé. Bấm này, vặn này. Đúng không ạ? Hệ thống điều hòa hai vùng độc lập và với việc trang bị cái màn hình điện tử đây, nhìn rất là dễ nhìn. Ok, engine startup thì đương nhiên rồi. Gạt mưa thì đã được trang bị gạt mưa tự động rồi. So với Altis thì chắc chắn là sẽ ăn đứt Altis ở cái công nghệ. Đấy, hệ thống đèn thì đã được trang bị công nghệ hệ thống đèn tự động nhá, auto các bạn nhá. Rồi chúng ta sẽ đưa camera sang khu vực phía bên trái để có thể trải nghiệm thêm một vài những tính năng khác. Ok, các bạn có thể thấy thì đối với lại dòng xe này thì đã được thiết kế với khá nhiều những tính năng mới. Ví dụ như là cái hệ thống ghế này thì được trang bị. Đây ạ, chỉnh điện các bạn nhé. Các bạn có thể nhìn thấy thì đối với lại một vài khách hàng thì cũng nhìn nhận cái hệ thống ghế này thì được đánh giá là nhược điểm của dòng xe Mazda. Tuy nhiên đối với lại phiên bản này thì đã được trang bị gần như đầy đủ những cái hệ thống ghế này chỉnh điện nhé. Chỉnh điện này,
chỉnh điện 10 hướng các bạn nhá. Chúng ta có thể điều chỉnh được cái ghế này, là ra vào ghế này. Đấy, điều chỉnh được độ cao của ghế này, độ cao ghế nhá. Rồi, và chúng ta sẽ điều chỉnh được cái độ phồng của mặt ghế này, độ phồng mặt ghế này. À, rất tiện đúng không ạ? Độ ngả ghế đương nhiên rồi, đã được trang bị ở phía bên này. Và quan trọng hơn nữa đó là gì? Đó là điều chỉnh cái độ phồng của lưng ghế, tức là để đỡ cái xương sống của mình. À, nó rất là giống với Altis 2.0 các bạn ạ. Altis 2.0, một trong những cái dòng xe cũng giá cũng rất cao. Đấy, và khó bán. Rồi, ok, chúng ta sẽ đến với lại một vài những cái tính năng ở khu vực phía bên này. Rất đặc biệt các bạn nhá, rất đặc biệt. Đối với là dòng xe này thì cái giá nó cận với cái dòng xe phân khúc D là cũng đúng thôi, bởi vì được trang bị cái chức năng nhớ vị trí ghế nhá. Nhớ vị trí ghế, có hai vị trí nhớ ghế đây. Ghế 1 này, ghế 2 các bạn nhá. Ở trên đây thì có Adelaide Stop rồi, cân bằng điện tử đây. Và chức năng tắt cái tín hiệu khi mà lùi xe. Đúng không ạ? Chúng ta thử lùi xe xem có gì hay. Đúng không ạ? Lùi xe thì trên này chúng ta có nhìn thấy là cái camera được tích hợp với lại cái màn hình 8.8 inch này. Rất là sáng đúng không ạ? Màn hình rất là nét nhá các bạn nhá. Chất lượng hình ảnh thì nó khác biệt hơn rất nhiều so với lại cái phòng cũ rồi. Rồi, so với Altis thì chúng ta có thể thấy đối với lại dòng xe Mazda 3 này thì đã được trang bị cái cửa sổ trời. Đấy, cửa sổ trời nhá. Đúng ạ. Giá bây giờ còn hơn cả Altis cơ mà. Đúng ạ. Cửa sổ trời. Rồi, một vài những cái hộp để đồ đây. Chúng ta sẽ đến với cái hàng ghế thứ hai để có thể trải nghiệm. Ở cái hàng ghế thứ hai này các bạn có thể thấy thì đối với lại dòng xe này thì được thiết kế nó đã rộng rãi hơn, bởi vì cái chiều dài cơ sở đã lên đến 2725mm, tức là dài hơn một chút so với lại phong cũ. Và chúng ta có thể thấy cái thiết kế nó dài, nó rộng hơn. Ngày xưa thì đối với thiết kế Kodo này thì rất nhiều người phàn nàn là cái không gian nội thất của dòng xe Mazda này nó rất là hẹp. Tuy nhiên thì ở phiên bản mới này thì được thiết kế nó đã rộng rãi hơn một chút. Tất nhiên là tôi có cảm giác rằng là gì, nó so với Altis thì nó vẫn không được rộng rãi so với Altis, không nói gì đến Camry các bạn nhé. Ok, cái ghế này thiết kế nó cũng là một điểm mới đấy các bạn ạ. Thiết kế này nó tạo ra một cái xương chậu chúng ta này, ngồi lâu không bị mỏi các bạn nhé, không bị mỏi nhá. Đấy, và hệ thống lên kính đương nhiên rồi. Thiết kế đây, thị tay này, có một điểm mới đây. Hệ thống điều hòa ở cửa gió hàng ghế thứ hai các bạn nhé, được trang bị rất tinh tế. Hơi tiếc một chút thì cái không gian này nó có một cái bệ này. Cái bệ này thì ít nhiều nó cũng làm cho chúng ta cảm thấy là cái không gian nó hẹp hơn. Đấy, Corolla Altis thì nó là một cái mức sàn phẳng các bạn ạ, sàn phẳng nhá. Còn Civic thì sàn nó lại còn hõm xuống, đúng không ạ? Honda Civic thì sàn nó còn hõm xuống cơ, đúng không ạ? Nó tạo cảm giác rộng rãi hơn. Chúng ta sẽ đến với cái cốp sau xem có rộng rãi không. Chúng ta sẽ vào cái không gian của cái khoang hành lý để có thể trải nghiệm xem cụ thể thế nào. Thì đối với lại cái mẫu xe này thì thoạt nhìn thì chúng ta có thể nhìn thấy thì không có cái chỗ nào để có thể mở được cái cốp sau này. Đấy, tuy nhiên thì để tôi sẽ thử nhá. À, đùa thôi. Thực ra mà nói thì đối với lại dòng xe này thì chúng ta có một cái nút mở ngay phía dưới biểu tượng các bạn nhé. Ngay phía dưới biểu tượng. Đấy, chúng ta chỉ cần ấn cái nút này ở phía dưới này. Đấy, nó sẽ mở được lên cho các bạn. Và các bạn có thể nhìn thấy cái không gian khoang hành lý này nó cũng thiết kế được khá hợp lý các bạn nhé. Chúng ta có lốp dự phòng xem nào. Lốp dự phòng đây. Lốp dự phòng được thiết kế bé hơn và được thiết kế với cái mâm xe là mâm xe bằng sắt nhé các bạn nhé, chứ không phải là mâm xe đúc các bạn nhé. Ok, thế thì khả năng vận hành của dòng xe Mazda 3, đặc biệt là phiên bản 2.0 này thì có điểm gì hay không? Thì đối với lại dòng xe này thì động cơ vẫn được trang bị cái động cơ 2.0 và trang bị công nghệ SkyActiv các bạn nhé. SkyActiv các bạn có thể nhìn thấy đây. Công suất thì cho công suất lên đến 153 mã lực trên 6.000 vòng phút và mô men xoắn tối đa là 200 Nm trên 4.000 vòng phút các bạn nhé. 4.000 vòng phút. Đấy, và đương nhiên rồi, trang bị cái công nghệ là công nghệ phun xăng trực tiếp các bạn nhé. Hộp số thì vẫn là trang bị hộp số tự động 6 cấp các bạn nhé. 6 cấp.
Quý vị các bạn thân mến, thì cái tính năng an toàn được trang bị trên cái mẫu xe này thì được đánh giá là cao cấp nhất rồi. Với việc trang bị tới 7 túi khí thay vì 6 túi khí như phiên bản Mazda 3 trước. Đấy, bao gồm có 2 túi khí viên trước, 2 túi khí vít rèm, 2 túi khí về hông và đặc biệt là túi khí đầu gối. Và bên cạnh đó thì hàng loạt những cái tính năng công nghệ an toàn hiện đại cũng đã được trang bị trên dòng xe này rồi. Ngoài những cái tính năng truyền thống ví dụ như là hệ thống chống bó cứng phanh, rồi cân bằng điện tử, rồi hệ thống phân phối lực phanh điện tử thì đã được trang bị thêm một vài những cái tính năng khác. Ví dụ như đương nhiên camera lùi, cảm biến va chạm phía sau, rồi cảm biến va chạm phía trước và hệ thống cảnh báo điểm mù BSM đã được trang bị ở ngay trên gương các bạn nhé, như chúng tôi đã giới thiệu phía trước. Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe RCTA. Rồi quan trọng hơn nữa đó là gì? Cái hệ thống cảnh báo lệch làn đường các bạn này. Cảnh báo lệch làn đường các bạn nhé. Lệch làn đường. Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường. Đấy, hai cái hệ thống này thì tôi nghĩ là rất là quan trọng. Bởi vì sao? Cái hệ thống nó dựa trên cái nguyên lý là gì? Khi mà chúng ta không xi nhan mà tay lái tự lệch, tức là chứng tỏ là bị buồn ngủ đúng không ạ? Thì hệ thống sẽ tự động giữ lại cái tay lái cho chúng ta, rất là quan trọng. Cái hệ thống này tôi nghĩ là một trong những cái hệ thống nó rất là quan trọng trong cái vấn đề giao thông hiện tại hiện nay. Và quan trọng hơn nữa đó là cái hệ thống hỗ trợ phanh thông minh SBS cũng như hệ thống điều khiển hành trình tích hợp và radar các bạn nhé, đã được trang bị trực tiếp trên cái dòng xe Mazda 3 2.0 ở phiên bản Premium này. Và không phải ngẫu nhiên mà cái dòng xe Mazda 3 này được định giá đắt đỏ như thế, bởi vì nó trang bị hàng loạt những cái tính năng mới, những cái tính năng an toàn đã được trang bị trên dòng xe này rồi. Và nếu như các bạn có nhu cầu sở hữu hoặc đánh giá bất kỳ cái dòng xe nào thì hãy vui lòng gọi điện cho hotline của đường dây nóng của chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý vị và các bạn. Hãy like và đăng ký kênh để chúng tôi có cơ hội được phục vụ quý vị và các bạn nhiều hơn nữa. Thay mặt những người làm chương trình xin được gửi lời chúc sức khỏe đến quý vị và các bạn. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Mr. Ben mang xe hơi đến mọi gia đình.